Xin chào tất cả mọi người. Các bạn đã có chỗ ngồi cả chưa? Chắc chắn rồi, chúng ta đã phải chờ đợi trận đấu này từ rất lâu rồi mà. Inter họ sẽ thi đấu trận đấu ngày hôm nay. Anh Huy này, anh nghĩ sao về sơ đồ 4-4-2 mà đội đang sử dụng? Đây là sơ đồ phổ biến trong bóng đá hiện đại. Có thể huấn luyện viên sẽ có một vài thay đổi. Tuy nhiên khởi đầu trận đấu với sơ đồ 4-4-2 là rất an toàn. Có tín hiệu bắt đầu trận đấu từ trọng tài. Chuyền bóng lại. Vâng, đó là một đường chuyền thông minh cho đồng đội. Kevin Mbappé. Sakiri. Đó là một cú đánh gót thật tuyệt khi nhìn thấy nó. Adrien Tamese. Inter đang giành lại quyền kiểm soát bóng. Lautaro Martinez. Và đây là pha tấn công của Inter Milan. Có cơ hội. Vào rồi, thật tuyệt vời. Đó là một cú đua phá bứt tốc tuyệt vời và một bàn thắng. Vâng, làm thế nào một cách nhanh chóng họ bứt tốc từ phía sau. Một tình huống phản công. Bây giờ hãy xem phát lại. Đó là bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Tỷ số hiện tại đang là 1-0. Fabio De Paoli. Và đây là cú sút. Và ngăn chặn tuyệt vời. Sóng gió tạm thời trôi qua. Không thể tin được là không ăn thắng gỡ hòa trong tiếng vừa rồi. Vâng, rất đáng tiếc, một cơ hội tuyệt vời để đưa trận đấu trở về với vạch xuất phát. Romelu Lukaku. Nicolo Barella. Pha chuyền bóng tấn công nhanh, đối thủ không thể ngăn cản họ. Ồ, rất kỹ thuật, một cú tâng bóng đúng thời điểm. Sút. Đây rồi, bàn thắng. Và đó là một cú sút không thể cản phá. Bạn có thể thấy từ một phút để chạm vào quả bóng. Wow, một bàn thắng tuyệt vời. Anh ta quá bình tĩnh trong tình huống ấy. Bóng đi ngay vào góc dưới cầu môn. Gia tăng khoảng cách lên thành 2-0. Adrien Tamese. Lazovic. Rất tốt. Một pha đột phá rất tốt. Vâng, bóng bay thẳng về phía thủ môn.
Alexis Sanchez. Saki. Và anh ấy đã truyền lại cho đồng đội của mình. Alexis Sanchez. Anh ấy đã cướp được bóng. Cơ hội nguy hiểm cho tuyển Inter Milan. Bóng đã ra biển. Anh ấy chơi rất tốt. Nicolò Barella. Thủ môn đã bắt được bóng. Xe có phạt góc. Thế trận đang xoay chiều. Cơ hội tuyệt vời để phản công. Milan Zurich. Hay không là kết quả. Họ quyết định sẽ rút một tiền vệ ra khỏi sân. Tôi không nghĩ là anh ấy muốn ra sân đâu. Nhưng với màn thể yếu kém thế này, đúng là anh ấy nên ra khỏi sân. Anh ấy là một cầu thủ giỏi, nhưng có lẽ trong trận đấu ngày hôm nay không gặp may rồi. Lautaro Martinez. Alexis Sanchez. Rất nhanh. Sút. Đây đã có thể là một cơ hội rất tuyệt vời, nhưng đó lại là một tiếng vị vị. Thật không may, nếu không có tiếng còi vang lên thì chắc chắn sẽ là một cơ hội rất tốt để ghi bàn. Hậu vệ đã giơ chân chặn nó. Barani. Lautaro Martinez. Romelu Lukaku. Saki. Có thể sẽ có thẻ vàng. Một chiếc thẻ vàng chắc chắn là như vậy. Người ta chỉ bóng may rủi và trọng tài cho rằng đó là một pha phạm lỗi nghiêm trọng. Ôi, xoa bóng nguyền quá. Anh ta xứng đáng phải nhận thẻ theo thường đó. Vâng, huấn luyện viên quyết định sẽ rút anh chàng tiền đạo này ra khỏi sân vì màn trình diễn quá yếu kém của anh ấy. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến này. Hàng công của đội cần một nhân tố mới thiếu tốt hơn. Phòng ngự chuẩn xác ngăn cản được tấn công. Fabio De Paoli. Vâng, đúng như vậy, thật dễ dàng cho thủ môn với pha bóng đó. Javi Zanetti. Zanetti. Có cơ hội. Anh ta đã bắt được bóng. Vẫn còn nguy hiểm. Có thể thả bóng ngay bây giờ. Và chạm bóng kịp thời trước khi nó trở thành bàn thắng. Sẽ có tình huống phạt góc tiếp theo. Anh ta đã dướn người hết sức có thể. Romelu Lukaku.
rất có thể sẽ có bàn thắng từ tình huống này. Đó là xe đổi người, một tiền vệ sẽ ra sân và nhường chỗ cho một cầu thủ dự bị vào sân. Tôi đã quá chán nản với màn trình diễn này của anh. Wow, bàn thắng tuyệt đẹp của Lukaku. Một pha cứa lòng rất nhẹ nhàng. Thực sự là một bàn thắng rất đẹp, cảm giác bóng cực kỳ tốt của cầu thủ này. Wow, một bàn thắng tuyệt vời. Anh ta quá bình tĩnh trong tình huống ấy. Bóng đi ngay vào dưới cầu môn. Một đội bóng nghiêm túc với trận đấu hôm nay. Trận đấu một chiều. 84 phút đã trôi qua và còn lại 6 phút. Kevin Lasagna. Đường chuyền xuất sắc. Chỉ cần một cú tấn bóng để qua đó. Romelu Lukaku. Thời gian bù giờ của trận đấu này là 3 phút. Romelu Lukaku. Phần lớn các đường chuyền đang được thực hiện rất tốt. Anh ấy có thể sút. Vào. Bàn thắng được ghi cho Inter Milan. Cú đúp cho anh ta và đó là hai bàn thắng rất đẹp. Bàn thắng đó như sát muối vào vết thương của họ vậy. Và đó là bàn thắng đáng để chúng ta phân tích lại. Một thế trận áp đảo, có thể nói là trận đấu đã kết thúc ở đây. Đôi khi được hết giờ. Có cơ hội. Vào rồi, thật tuyệt vời. Và đây là cú sút. Và ngăn chặn tuyệt vời. Sóng gió tan thở trôi qua. Ồ, rất kỹ thuật, một cú tâng bóng đúng thời điểm. Sút. Đây rồi, bàn thắng. Thủ môn đã bắt được bóng. Xe có phạt góc. Rất nhanh. Sút. Đây đã có thể là một cú rất tuyệt vời, nhưng đó lại là một tiếng vị vị. Thật không may, nếu không có tiếng còi vang lên thì chắc chắn sẽ là một cơ hội rất tốt để ghi bàn. Có cơ hội. Anh ta đã bắt được bóng. Vẫn còn nguy hiểm. Wow, bàn thắng tuyệt đẹp của Lukaku. Anh ấy có thể sút. Wow, bàn thắng được ghi cho Inter Milan.